Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi chiến thuật dập dịch, vaccine cộng 5K cộng công nghệ. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng để dập dịch trong một tuần tới thì Thành phố Hồ Chí Minh phải thay đổi chiến thuật chống dịch, đẩy mạnh đồng bộ các biện pháp, vaccine cộng 5K cộng công nghệ. Họp ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh chiều 19 tháng 6, Phó Thủ tướng nói rằng đây là chiến thuật mới thành phố cần áp dụng trước diễn biến phức tạp của dịch. Theo Phó Thủ tướng, Thành phố Hồ Chí Minh cần cân nhắc mọi tình huống có thể xảy ra, chủ động xây dựng và triển khai một số biện pháp chống dịch tương ứng riêng, cụ thể, linh hoạt. Ông nhấn mạnh rằng biện pháp phòng chống dịch hiệu quả hiện nay là vaccine cộng 5K cộng công nghệ. Trong đó, công nghệ phải được ứng dụng trong các biện pháp phòng chống dịch bệnh, ứng dụng trong quá trình tiêm chủng vaccine COVID-19 cũng như công tác truy vết, cách ly trong quản lý hành chính để nâng cao hiệu quả thực hiện. Đơn cử như việc từ sáng ngày 19 tháng 6 khi thành phố triển khai tiêm chủng cho 500 công nhân, nhân viên đầu tiên tại khu công nghệ cao, thành phố Thủ Đức, nhiều nhân viên của công ty FPT thuộc nhóm được tiêm chủng đã nhận được tin nhắn của Sở Y tế. Tin nhắn có nội dung mời đi tiêm vaccine COVID-19 với khung giờ và địa chỉ tiêm rõ ràng. Ngoài ra, trong nội dung tin, Sở Y tế còn nhắc người đi tiêm nhớ khai báo y tế điện tử trước khi đến điểm tiêm trong vòng 24 giờ. Đường link được đính trên tin nhắn. Sở Y tế nhận định ứng dụng công nghệ và triển khai tin nhắn nhắc người dân đi tiêm ngừa vaccine COVID-19 chắc chắn rằng sẽ giúp rút ngắn thời gian làm các thủ tục hành chính trước khi tiêm, đồng thời ứng dụng giúp người đi tiêm đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống COVID-19, nhất là khai báo y tế và sàng lọc trước tiêm. Thành phố sẽ tổ chức các điểm tiêm trong cộng đồng với số lượng 650 điểm tiêm mỗi ngày. Mỗi điểm tiêm chỉ thực hiện cho 200 người một ngày. Và như vậy, nếu đúng tiến độ sẽ có 200.000 người được tiêm chủng mỗi ngày và chiến dịch tiêm sẽ hoàn thành trước ngày 27 tháng 6. Về 5K, các biện pháp khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế vẫn được áp dụng triệt để, đặc biệt là đeo khẩu trang. Theo Bí thư Nên, biện pháp căn cơ nhất vẫn là tiêm vaccine, nhưng để vaccine hoạt động hiệu quả cần có thời gian. Do đó, trước mắt vẫn cần tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch triệt để và tầm soát diện rộng, đồng thời có biện pháp kiểm soát và giảm bớt dòng người đến Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là cần nâng cao mức giãn cách xã hội tại thành phố. Bí thư Nên nói quyết tâm sau một tuần tới thành phố có thể khống chế được dịch bệnh, chúng ta chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn để duy trì lợi ích lâu dài. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.